Làng nghề làm hương nổi tiếng ở xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương không chỉ biết đến là nơi chuyên sản xuất hương que thông thường, mà còn làm ra loại hương vô cùng đặc biệt với chiều cao lên tới gần 2 mét. Đáng chú ý là tất cả hương ở đây đều được người dân làm thủ công. Ông Đỗ Văn Tân, 54 tuổi, thôn Dưỡng Thái Bắc, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, chủ một hộ chuyên sản xuất loại hương khổng lồ cho biết, cốt để làm loại hương này là cây điền thanh với đặc tính thân nhẹ và dễ cháy. Cây điền thanh sau khi được gieo trồng trong 8 tháng đem thu hoạch, lựa những cây thẳng, óng đẹp, sau đó phơi khô, vót kỹ để đưa vào làm cốt hương. Sau đó cắt thành nhiều kích cỡ khác nhau từ 1 đến 2 mét tùy vào yêu cầu của khách. Để làm ra một cây hương hoàn chỉnh, phải trải qua rất nhiều công đoạn từ vót cốt, che nứa điền thanh, phơi nhuộm chân tăm hương. Tăm hương được vứt qua một lớp hỗn hợp gồm nhựa chám và bột than hoa, sau đó được lăn trên mặt gỗ để tạo hỗn hợp nguyên liệu cho dễ bắt cháy. Nhựa chám được nghiền ra, đem nấu lên, lọc rồi trộn với bột than, tạo thành hỗn hợp màu đen nhánh. Sau đó sẽ được lăn cây nhang trên bột nhang để bột dính đều khắp. Công đoạn pha chế bột nhang rất kỳ công vì nhiều hương liệu. Mỗi gia đình có cách pha chế khác nhau, cho ra sản phẩm có mùi thơm riêng. Gia đình ông Tân bà Thao đã 4 đời làm hương truyền thống, nhờ có bí quyết riêng nên mới duy trì được tới nay và sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường. Hương thành phẩm cây 1,1 mét khi thắp hương liên tục được 8 đến 10 tiếng, còn cây 1,6 mét thì phải thắp 20 tiếng mới cháy hết. Đặc biệt có loại cháy bền được 2 ngày. Mỗi cây hương khổng lồ có giá khoảng 100.000 đồng. Gia đình ông Tân bà Thao làm hương que thông thường là chủ yếu. Vào những dịp lễ hội hay ngày Tết có khách đặt làm hương to thì mới làm. Khách thường đặt loại kích thước 1,1 mét và 1,6 mét. Trung bình mỗi vụ Tết, gia đình ông bà làm khoảng 300 đến 600 cây nhang dài trên 1 mét và nhu cầu đặt mua ngày càng tăng lên. Chính vụ trong năm bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 12 âm lịch. Hiện tại thì làng nghề còn khoảng gần 20 hộ sản xuất hương theo phương pháp thủ công truyền thống, cung cấp các loại hương cho các thị trường như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Nghề làm hương ở đây không bị gò bó về thời gian và tương đối đơn giản, nên độ tuổi nào cũng có thể làm được. Theo bà Thao thì nghề làm hương phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Hương làm xong phải được hong phơi kỹ, mưa ẩm thì phải dùng lò sấy. Đa số các hộ dân trong làng Phúc Thành làm hương quanh năm vì thị trường tiêu thụ rất rộng, cao điểm nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Người sử dụng rất ưa chuộng các loại hương được làm thủ công vì có mùi thơm đặc trưng, bay xa,